Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ở vùng núi Vân Quý Xuyên, Vân Nam Quý Châu Tứ Xuyên của Trung Quốc có rất nhiều cây gỗ quý hiếm, thế nhưng nan mu vàng có lẽ là loài cây nổi tiếng nhất. Những cây này đặc biệt có giá trị, tuổi gỗ càng cao thì gỗ càng quý. Trong số những nan mu vàng lâu đời nhất phải kể đến cây 4.300 năm tuổi ở Quý Dương, Quý Châu. Theo ông chủ Chu Jin Trang, cây này ban đầu mọc ở vùng núi thuộc thị trấn Bình Nguyên, huyện Đức Giang, Quý Châu. Vào buổi trưa một ngày tháng 3 năm 2013, nó bị xét đánh và chết cháy. Khi người ta tìm thấy nó, cây nan mu nghìn năm tuổi có đường kính 2,4 mét đã bị gãy làm đôi. Phần còn lại đã bùng lên ngọn lửa cháy suốt 3 ngày 3 đêm mới bị dập tắt. Người dân địa phương cho biết nếu cây nan mu vàng nghìn năm tuổi này bị xét đánh có nghĩa là nó sẽ sống sót sau một thảm họa, vì cây nan mu này là loài cây được quốc gia bảo vệ và không thể tùy ý chặt hạ, nên Cục Lâm nghiệp đã cấp giấy phép khai thác gỗ cho cơ quan này. Sau đó, ông Chu đã trả 17 triệu nhân dân tệ để mua nó. Ông chủ chu cho biết đây là cây nan mô vàng lớn nhất thế giới và đã 4.300 năm tuổi. Đây là kết luận được đưa ra thông qua nhận dạng khoa học. Giấy chứng nhận cũng được treo bên cạnh cây lớn để làm vật chứng. Nhiều người nhìn thấy cây nan mô vàng 4.300 năm tuổi này trên Internet đã liên hệ với ông chu thậm chí có người ra giá 250 triệu nhân dân tệ 864 tỷ đồng để mua nhưng ông nhất quyết không bán. Ông cho biết đây là một kho báu vô giá, nếu người khác sử dụng nó để làm đồ nội thất thì thật đặc tiếc. Trong tương lai, ông sẽ xây dựng một bảo tàng nan mô như một nơi trưng bày để nhiều người có thể chiêm ngưỡng loài cây quý hiếm này. Bây giờ, cả gia đình tập trung vào việc bảo trì nan mô vàng. Việc đầu tiên mà ông Chu làm mỗi sáng thức dậy là đi vòng quanh xem nó có bị hư hại gì không. Bước tiếp theo là nộp đơn xin kỷ lục Guinness Thế Giới. Được biết, nan mô vàng không chỉ đẹp mà còn hiếm, phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm những sợi chỉ vàng bên trong mới dần hình thành đây không chỉ là gỗ mà còn là chứng tích của thời gian một điều kỳ diệu không thể sao chép được